Bà T, khu đô thị mới Cầu Bưu, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết dù khu đô thị mới đã đông đúc cư dân hơn những năm trước nhưng chúng tôi vẫn thấy kim tiêm dính máu vứt la liệt trên vỉa hè. Có nhiều hôm người nghiện ma túy còn đi vào những biệt thự không có người ở để tiêm chích. Do có người nghiện vào tiêm chích ngay giữa ban ngày nên nhiều chủ biệt thự ma đã phải làm rào sắt, khóa chặt cửa. Ngày cuối tuần, phóng viên Tuổi Trẻ đến khu đô thị mới Cầu Bưu ghi nhận nhiều kim tiêm dính máu vẫn đang vứt bỏ la liệt trên vỉa hè. Người dân khu đô thị này cho biết tình trạng kim tiêm dính máu vứt bỏ trong nhà hoang, trên vỉa hè, dưới gốc cây đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Theo tìm hiểu, cách khu đô thị mới Cầu Bưu không xa là bệnh viện 09 có bệnh nhân điều trị HIV và người cai nghiện ma túy. Từ nhiều năm nay, để ngăn chặn tình trạng người nghiện ma túy vào các khu nhà bỏ hoang chích hút, Công an huyện Thanh Trì đã lắp nhiều camera trước cổng bệnh viện để giám sát. Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho hay sẽ giao đội cảnh sát phòng chống ma túy phối hợp với đồn Công an Cầu Bưu. Công an xã Tân Triều tiếp tục tuần tra khu vực người dân thông tin có đối tượng lạ đến chích hút, đồng thời có biện pháp ngăn chặn những người vãng lai vào biệt thự bỏ hoang trên địa bàn.